Xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Nguyên. Nguyên biết là gồm 2 tháng nay thì Nguyên không có ra một cái video nào hết, cũng như là up nhiều Snapchat, Instagram hay là Facebook bla bla bla. Lý do thì cũng dễ đoán thôi, tại vì Nguyên còn đang là sinh viên, còn đang đi học. Cho nên cộng với kỳ này thì Nguyên lấy nhiều lớp hơn so với bình thường, cho nên vẫn chưa có làm chủ được thời gian cũng như là biết cách để vừa đi học vừa làm bài mà vừa lo chuyện nhà rồi làm YouTube. Nhưng mà hôm nay rất là mừng vì hôm nay cuối cùng mình có một cái thời gian rảnh để ngồi xuống làm một cái video đàng hoàng cho các bạn xem. Thì chủ đề video hôm nay sẽ là một cái challenge make up bằng đồ ăn. Nghe hơi bị kỳ kỳ đúng không? Mình thấy cái thể loại video này rất là nhiều trên YouTube đã lâu lắm rồi, nhưng mà vẫn chưa có hình dung ra được nó như thế nào. Nhưng mà hôm nay thì Nguyên có ý tưởng rồi và Nguyên mong các bạn sẽ thích video này nha. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu đón xem video thôi. Thì sau khi đã tẩy trang sạch sẽ, rửa mặt lại thật sạch thì bây giờ Nguyên sẽ đắp mặt nạ bằng một nguyên liệu thức ăn. Thì đây Nguyên có một miếng bánh tráng thì Nguyên sẽ cắt làm thành miếng vừa phải, nhúng nước cho mềm rồi để ánh mặt trong vòng khoảng 5 phút. Sau đó Nguyên sẽ lau mặt lại thật khô. Đây có một miếng cho cầm trước. Nghe mùi bánh tráng thèm bánh tráng trộn quá. Mà tại sao lại là bánh tráng? Tại sao nó lại tốt cho da mặt? Thì hồi xưa các bạn nhớ hồi nhỏ thì mỗi lần do gạo xong thì mẹ không biết nhà các bạn có không, nhưng mà mẹ hoặc bà ngoại Nguyên thường lấy nước gạo rửa mặt để cho da mịn, da trắng. Thì đây cũng vậy, Nguyên thì không cần da trắng, nhưng mà nếu mà muốn da mịn với lại sáng hơn thì ngoài nước gạo ra thì tại sao không lấy bánh tráng làm từ bột gạo, đúng không? Không biết lỗ này ra xong có được ăn không à? Giỡn thôi, bạn đừng ăn nha. Tháo ra thôi. Đeo vô đi. Thích ghê chưa? Hôm nay Nhân nấu bếp hả Nhân? Thiệt nghe dễ thương quá đi, không biết ăn được không nè. Trộn lên cho má. Bây giờ sẽ tới phần kem tra khuyết điểm. Nguyên xin bỏ qua bước kem nền, tại vì đáng lẽ ra kem nền thì Nguyên sẽ dùng bơ đậu phộng để dùng làm kem nền, thì tại vì cái màu bơ đậu phộng rất là trùng với cái màu da. Nhưng có sự cố nhỏ nhỏ xảy ra là Nguyên nghĩ là Nguyên đã mua bơ đậu phộng rồi, nhưng mà thật sự Nguyên chưa mua nên bây giờ ở nhà không có bơ đậu phộng. Thì cái phần kem tra khuyết điểm ở đây Nguyên sẽ sử dụng bánh Oreo, đặc biệt là phần nhân của bánh, màu trắng, thì Nguyên sẽ sử dụng đó làm kem tra khuyết điểm. Xoay bánh rồi có được cái phần nhân thì bây giờ Nguyên sẽ cạo cái phần nhân này ra để bánh riêng và nhân riêng. Thì Nguyên sẽ cạo mấy lần như vậy để được mấy phần nhân. Ok, thì đây Nguyên có một phần nhân bánh Oreo rồi. Nguyên nắm tay áp út cho nó nhẹ bớt cái lực. Tại sao Nguyên chọn phần nhân bánh Oreo? Tại vì cái phần nhân bánh của nó rất là dẻo, rất là dính. Ok, sau đó Nguyên làm gì? Nguyên sẽ tán phần kem này ra bằng ngón tay. Thì đúng là cái kiểu make up này làm chơi thôi, nhưng mà lỡ làm rồi nên cũng phải kiên nhẫn một xíu. Tiếp theo đó mình sẽ lấy một xíu dầu castor oil. Cái dầu này Nguyên không biết Việt Nam có hay không, nhưng mà Nguyên search trên mạng thì nó nói cái dầu này dầu của Hải Ly Hương gì đó, gì đó em biết. Nhưng mà Nguyên sử dụng cái dầu này mỗi ngày để gội đầu và để tắm. Tại vì khi gội đầu thì cái dầu này giúp cho tóc Nguyên mượt hơn, mềm hơn. Còn khi tắm thì giúp làm da, cho da Nguyên nó mịn. Nguyên sử dụng dầu này mỗi ngày. Trong trường hợp này thì cái phần nhân bánh nó hơi lem lút một xíu, thì Nguyên sẽ sử dụng một miếng marshmallow dùng làm beauty blender, làm bông mút. Để bỏ một xíu dầu lên nha. Rồi chậm từ từ để cho cái phần nhân bánh nó mềm mà nó chảy ra đều hơn. Phần tiếp theo sẽ là phần phấn phủ. Để chọn một cái nguyên liệu thức ăn để thay thế phấn phủ thì Nguyên nghĩ chỉ có bột mà thôi. Có thể sử dụng tất cả các loại bột, bột năng, bột gạo,
bột bắp, bột khoai, bột gì cũng được. Nhưng mà đây Nguyên chọn bột gạo. Tại vì sao? Tại vì bột gạo cái bột của nó nhẵn, nó mịn hơn so với các loại bột khác. Bắt đầu bếp cho phần khuôn mặt. Và mình sẽ để phần bột trên mặt khoảng 5 phút để cho... Không biết nữa, tại vì mình baking giống như xài make up bình thường mà nên để 5 phút thôi. Chứ không biết để bộ mặt nó có kết quả gì hết. Đánh lông mày thì Nguyên sẽ sử dụng bột cacao. Cái này là 100% cacao. Bột này trước giờ thì Nguyên vẫn sử dụng bột cacao để spa cacao nóng. Bỏ cacao, bỏ miếng sữa, bỏ miếng đường vô. Bây giờ mình sẽ sử dụng nó để làm bột phấn cho lông mày. Ở đây Nguyên có một cái angle brush của MAC để cho cái bột này có một cái độ dính nhất định, để lên lông mày nó không bị rơi ra, thì Nguyên sẽ đổ một xíu dầu cho lên cây cọ. Các bạn thấy nhìn nó hơi kỳ kỳ một xíu, tại vì cái màu cacao á nó sáng hơn cái màu lông mày thiệt. Có Nguyên hình nhìn hơi kỳ kỳ, nhưng mà ngoài cái bột này ra thì không có cái gì tốt hơn hoặc là đẹp hơn cái này nữa, cho nên mình phải chịu. Bây giờ sẽ quét hết cái phần bột hồi nãy mình bake đi. Do mấy cái bữa nay thức khuya hơi nhiều cho nên tự nhiên hôm nay nổi hai cái thím mụn duyên dáng nằm ở ngay cầm thì là dễ thương. Tiếp theo mình sẽ đến phần màu mắt. Đây là cái phần mà Nguyên mong đợi cũng như muốn thử nhất trong cái video hôm nay. Đầu tiên thì Nguyên sẽ sử dụng cái bột gạo hồi nãy với lại cái một cái cọ blending bột. Sau đó Nguyên lấy một cây cọ khác, cái này đầu hơi dẹp tròn, và sử dụng cái màu cacao hồi nãy á, đánh đều lên phần mí mắt, đánh cẩn thận ở phần đuôi, tán đều bên trong khóe mắt. Sau đó Nguyên sẽ sử dụng cây brush đầu hình viên đạn để lấy một xíu cacao đánh ở phía dưới mắt. Tiếp đến là Nguyên sẽ sử dụng wrinkles. Mùi này là mùi cheese, mùi phô mai với ớt, thì nó sẽ có một cái màu phô mai màu vàng vàng, ớt thì có hơi đỏ đỏ, vàng vàng đỏ đỏ một xíu, chà vô cái mặt để lấy cái phần bột của nó. Thì giờ mắt Nguyên sẽ có cái màu đại loại là như vậy. Lấy một miếng mật ong để lên ngón áp út, sau đó đánh nhẹ nhẹ lên phần mí. Tiếp theo các bạn có nhớ phần bánh Oreo mà mình đã tách ra phần nhân phần bánh lúc nãy không? Bây giờ mình sẽ sử dụng phần bánh màu đen, nghiền nát bánh ra và sau đó trộn với một xíu dầu hải ly hương để cho cái phần bột bánh đã được nghiền sẵn á có một cái độ dính nhất định, và mình sẽ sử dụng màu đen này để làm eyeliner. Cái này không có thể nào mà giống eyeliner thiệt được, tại vì là cái bột bánh mình nghiền ra thì tất nhiên cái tay mình nghiền nó sẽ không được đều, thì nó không có được mịn cho lắm, thì nó còn cục cục luôn. Bây giờ mình sẽ tới phần tạo khối cho mặt. Thì hôm nay Nguyên sẽ tạo khối bằng cái gì? Nguyên sẽ sử dụng Nutella, là một cái hỗn hợp cacao với lại hạt dẻ, dùng để chế làm bánh mì rất là ngon, hoặc bánh crepe. Một miếng ở đây, miếng ở bên đây. Ở bên đây nó hơi bự. Ở phần hai bên cánh mũi. Lúc đầu thì Nguyên tính mua sô-cô-la thỏi bình thường để vậy nè. Để làm phần tạo khối. Nhưng mà Nguyên nghĩ nó hơi cứng, với lại lúc nó chảy ra nó cũng được nhiều. Tới cái gì? Ồ, tới lông mi giả.
chôm chôm. Thì một trái chôm chôm của nó như vậy, thì Nguyên sẽ lựa những cái cọng nó đều nhau mà nó cong nữa, để sau đó mình sẽ gắn vô mắt. Là kết quả của phần lông mi. Nguyên thích bên đây hơn, bên đây nhìn thiệt hơn, bên đây thì nó hơi quẹo quọ xíu. Ok, vậy thì chúng ta cũng đã sắp xong rồi. Bước tiếp theo sẽ là má hồng. Nguyên sẽ sử dụng trái củ chứ, củ dền. Nguyên sẽ cắt làm đôi ra để tại củ dền. À! Tại củ dền bản thân nó là màu đỏ, rất là dễ ra màu nữa, cho nên mình sử dụng màu đỏ, màu này để làm má hồng. Rất là đỏ luôn. Dùng một phần nhỏ đánh lên cái phần gò má. Bên đây cũng vậy. Phần kế tiếp cũng như là phần cuối cùng sẽ là son môi. Trước khi đánh son môi của Nguyên lên á, thì Nguyên sẽ sử dụng dầu dừa thì để giữ môi trước. Đây, dầu dừa này rất là tốt mỗi khi bạn gội đầu á. Xài dầu dừa này lên ủ, rồi sau đó xả làm nước, rất là tốt. Tóc rất là mềm luôn. Thì son môi Nguyên sử dụng ngày hôm nay là kẹo M&M. Nguyên mua một cái bịch nhiều màu như thế này mà Nguyên chỉ sẽ sử dụng màu đỏ mà thôi. Đây là màu môi. Cái màu đỏ đây. Màu rất là đẹp. Các bạn thấy kiểu makeup này như thế nào? Riêng Nguyên thấy thì nó rất là hay ho, cũng như rất là sáng tạo và thú vị nữa. Nguyên thích nhất là phần môi nè, phần má hồng nè, phần lông mi giả, cũng như là phần lông mày. Nói chung mình thích hết rồi đó. Cảm ơn các bạn đã xem video này nha. Nguyên mong là sẽ ra thật nhiều video cho các bạn xem. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Nguyên rất là nhiều trong thời gian qua. Nguyên cảm thấy rất là xúc động khi mà 2 tháng nay mình không có update nhiều, nhưng mà vẫn có rất nhiều bạn inbox, Snapchat hoặc là Instagram hỏi thăm. Cái tình trạng học nhiều như này chắc cũng kéo dài cỡ 1 tháng, 2 tháng là xong rồi. Nguyên sẽ học qua học kỳ mới. Thì lúc đó mình sẽ lấy ít lớp hơn, tại vì bây giờ đã đủ lớp rồi. Thì lúc đó sẽ hứa hẹn sẽ làm nhiều nhiều video cho các bạn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye.